Nguồn tin sau đây cho hay Bộ Di trú Hồng Kông trục xuất 30 di dân lậu về lại Việt Nam. Vào ngày 3 tháng 12, cơ quan xuất nhập cảnh Hồng Kông đã thuê một chuyến bay để hồi hương 30 người Việt Nam nhập cảnh bất hợp pháp về lại Hà Nội. Những người Việt Nam nhập cảnh bất hợp pháp này bao gồm 19 nam và 11 nữ, từ 18 cho tới 60 tuổi và trong đó có 6 phạm nhân. Vì những người nhập cảnh bất hợp pháp bao gồm những người bị kết án, cho nên các sĩ quan di trú Hồng Kông được bố trí để thực hiện nhiệm vụ hộ tống trên chuyến bay nhằm bảo đảm về việc hồi hương an toàn và suôn sẻ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, tất cả các sĩ quan liên quan được sắp xếp để trở về Hồng Kông trong cùng một ngày.